MacBook 265 tem da vẫn còn đang khuyến mãi rực rỡ lòng em. Đó, trong chương trình bữa nay và ngày mai nữa sẽ hết nha các bạn. 4.800.000 tặng với cái thanh quạt xịn hào. Đó, sản phẩm thứ nhất trong video tối nay, đừng tua video, bên trong còn nhiều cái nữa. Tiếp theo, mình cũng sẽ đẩy một cái đường hàng gốc này để cho mọi người thấy sự tuyệt vời của chú máy này. Vô. Mình bon bên trong này cái. Rồi, mình sẽ tiến hành mình hàn một cái đường này cho mọi người coi ở cái trạng thái này. Đó. MacBook 265 tem da vẫn là một dòng máy bán chạy trên kênh máy hàn quyền. Và hôm nay là ngày 11, ngày mai là ngày cuối cùng mình sẽ kết thúc chương trình tặng cho quà. Thì bên trong video này sẽ còn một số sản phẩm sẽ được kênh máy hàn quyền tặng cái thanh quạt như thế này. Thì đây là con máy đầu tiên là MacBook 265 tem da xịn hào vẫn còn được tặng cái quạt rực rỡ lòng em như thế này. Và đường hàng của nó quý khách hàng kiểm chứng rất kỹ rồi ha. Xong. Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàn quyền nha. Hôm nay thì bây giờ cũng trễ rồi đấy, còn đèn đuốc cũng giảm 30% rồi nè. Rồi khách hàng thì giờ cũng lác đác rồi, hết rồi. Giờ đã là 18:30 rồi. Rồi bảo vệ cũng đã yêu cầu phải đóng cửa cho nên cũng tranh thủ làm cái video ngày hôm qua rồi đã vắng mặt rồi. Thì đèn cũng nhiều loại với đèn, mà có gì cần thì gọi điện theo ba số điện thoại mình để dưới đây. Chứ mà để review hết cái dàn đèn này mình không có thời gian. Đèn này là đèn sử dụng năng lượng mặt trời, tấm solar xịn hào, nhiều lắm. Rất là nhiều công sức, giảm giá rất là sâu 30%, nhiều kiểu nhiều rồi. Đó, chớp nháy sáng rực rỡ lòng em luôn. Thì quý hàng nào thương mến có thể lắp ở sân vườn ha, rồi lắp gia đình cầu thang rồi đó. Đại loại là thích gắn cầu thang là có những cái dòng này. Còn gắn sân vườn thì có dòng này. Giảm giá cũng rất là sâu, rất là rộng. Thì tính là không làm video nhưng mà do sáng giờ ở trên đây cũng ở công ty Lubu. Thì quý hàng nào thương mến thì gọi điện cho mình sẽ tư vấn cụ thể về những cái dòng đèn này ha. Đó, rất là nhiều loại. Toàn là loại tốt không á nha, chứ không phải là loại tào lao. Ở trên thị trường nó nhiều loại. Thì lướt sơ qua để mọi người hình dung, thì ai cần về đèn năng lượng mặt trời thì cũng hú mấy số điện thoại mình để phía dưới màn hình này. Rồi, còn bây giờ sẽ lướt sơ qua máy hàn. Máy hàn bán thì cũng đã tan tác lòng em rồi. Quá rẻ rồi, bán coi như là máy hàn nhỏ như cái iPhone 10 mà tặng cái thân quạt thì coi như là cũng đã tan nát cõi lòng. Không còn cái gì để nói nữa. Bình thường đang bán 950, nguyên cây quạt không có cục pin 650, 650 cộng 950 là nó đã quá trời quá đất rồi. Mà bây giờ mình đang bán còn có 1.200.000 tặng thân quạt mà quý hàng không tận dụng cơ hội nữa thì mình cũng không biết cách nào để nói luôn. Thì 1.200.000 máy hàng nhỏ như cái iPhone 10 này tặng cái thân quạt này, không có cục pin như thế này, tặng cái thân quạt này, nó xài điện 220 này, mà đang rút cục pin ra nè. Đó, quý khách mình chở lên triển lãm này là một ngày là khoảng 50 cây quạt, thì mua với 50 cái máy hàng là gần hết rồi. Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày ngày mai nữa là ngày cuối. Và chương trình mình khuyến mãi tặng cái thân quạt cũng sẽ chính thức kết thúc vào ngày mai nha quý này nha. Nó sẽ trở lại cuộc sống bình thường, cho nên mọi người không tận dụng cơ hội này thì mình cũng không biết khi nào để còn nữa. Nó hiện giờ nó đang xài điện 220 nè, giá có 1.200.000, xài điện 220 nè, thấy không? Rồi cúp điện rút ra đó. Giá 1.200.000 thì nó sẽ đi với cái tình trạng như vậy đó. Một cục sạc, một cái thân quạt 12 inch mạnh như trâu. Rồi quý hàng mua thêm cục pin này thì 200.000 nữa, để mình có cái mình xài khi mà cúp pin, cúp điện. Rồi lực gió quạt mạnh nè, quý nghe tiếng không? Đó, mình đang để kế bên cái micro cho dễ nghe nè. Máy hàng bé như iPhone 10 tặng thân quạt Boston. Đó, hôm nay trên triển lãm thì khách hàng cũng rất là tận dụng cơ hội này. Thực ra mình chỉ bán trên triển lãm này thôi, chứ bình thường mình bán không nổi đâu nha mấy thầy nha. Cho nên mọi người tranh thủ nha, nhớ. Rồi. Và những cái đồ của hãng Himuki thì khách hàng hiện giờ cũng đang rất là tin tưởng để đặt hàng. Himuki là một cái đối trọng của cái Detong, mà Himuki là một cái nhà máy. Vì thế hôm nay cái lượng hàng, lượng khách đặt Himuki cũng rất là nhiều. Hầu như là ví dụ như mài một tấc là bán hết rồi. Khoan đó là cái khoan 10 ly đầu ô tô lốc.
và xài hai cục pin là 5 cell và cục sạc nhanh. Giá thì cũng có là 890.000 thôi. Đó. Sạc nhanh. Chân Makita phổ thông. Đây. Rất là tuyệt vời. Thì cái đó là bên cái phần bù lon là mình thêm vô thôi. Đó thì khách hàng vẫn đang tham khảo rất là nhiều bên Himuki. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái mảng máy hàn. Himuki thì khách hàng vẫn là thương mến và đang trải nghiệm tại đây. Thì quý khách hàng cũng tranh thủ cái loại mà khoan 13 ly này. Khoan 13 ly thì cũng còn ở vài bộ thôi. Cái chương trình mà tặng cái quạt nó hết sạch rồi, nhưng mà mình sẽ lấy cái quạt lớn. Tức là bản thân nó tặng cái quạt là cái quạt nhỏ, nhưng mà mình sẽ vẫn tặng cho quý khách hàng 1.490.000. Hai cục pin 10 cell 4.0 AH, một cục sạc nhanh 2.0 AH. Nào hết nhìn nè. Xài từ AC 110V cho đến 240 ngõ vô. Và mình sẽ sạc được là pin 21V DC 2.0 AH. Rất là xịn hào, giá 1.490.000. Và chúng ta có thể mua giá đó với sẽ được tặng một cái túi vải đó, một cái túi vải để mình đựng đồ và một cái thân quạt giống như mình vừa nói trong cái máy hàn mini MMA 200 WeWare vậy đó, một thân và một cục sạc. Và sẽ mua với cái này là cái khoan 13 ly này với cái sức mạnh của nó sẽ là bao nhiêu đây, chiếu gần vô coi nè, sức mạnh nó bao nhiêu? 95 newton đúng không? Rồi 20 cấp trượt, ba chế độ nè, vít nè, rồi khoan sắt nè, rồi bê tông nè. Rồi mình cũng nháp sơ cho quý khách hàng coi dài ba đường cơ bản của sức mạnh của em nó. Với cái lực này và với giá bán này thì nó đang vô cùng rẻ, rồi mọi người tranh thủ thì có thể mình sẽ xài được đủ thứ chuyện nha quý khách hàng nha. Nó mình sẽ test thêm ở bộ này thì ồ mà bộ này cũng hết hàng rồi, giới thiệu kỹ với ta. Bộ này không còn hàng. Đúng không? Bộ này hết hàng rồi mà thôi lỡ rồi. Quý khách hàng cũng coi bán hàng này hết rồi. Thôi lỡ rồi quý khách hàng cũng coi cái này cái nha. Bộ này hết hàng rồi, còn có một cái cuối cùng nữa rồi. Nhưng mà ai tranh thủ thì lấy nha, mình còn có một bộ cuối à. Thực sự là hết rồi. Đầu là ô tô lốc nha quý khách hàng nha. Rồi mở ra cho mọi người coi đầu ô tô lốc. Lỡ rồi quên nữa, này hết hàng rồi. Hết hàng mà còn đi giới thiệu cái này chết rồi. Để coi còn mấy bộ ta. Hết rồi một bộ à, đúng không? Đúng không ta, một bộ cuối cùng à. Ồ căng dữ ta. Đây còn bộ cuối cùng, ai tranh thủ lấy nữa này nha. Mình nói thiệt lòng chứ mình nói xạo đâu. Đây mình khoan vô cái độ dày 5 ly này đi cho nó mới hoành tráng. Đây 5 ly nè mọi người chú ý nè, mình sẽ vô cái 5 ly. Nó là mình đang để bên phần búa, nghe tiếng nó rồ rồ để lộn nè, nghe không? Đó. Đó, quá ra đây là phần búa để khoan vô vách tường á. Đó, búa nè. Thôi bây giờ mình phải chuyển qua khoan mới được. Rồi. Vô. À, rất là nhẹ nhàng, mình làm một tay nữa đó. Nhẹ nhàng tình cảm vô. Đó, nhẹ nhàng tình cảm vô. Đó. Rất là dễ thương. Lỡ hết hàng là còn có bộ khách hàng tranh thủ lấy đi nha. Hết rồi. Mình xin lỗi khách hàng. Ai coi được video thì tranh thủ lấy nha. 1.490.000. Hai pin một sạc. Và sẽ tặng cho khách hàng cái thân quạt. Mình xin lỗi khách hàng, ai có muốn con thứ hai không có. Đây là sự thật. Rồi lỡ lời quên. Hết rồi. Tặng thêm cái túi vải nữa hết, tặng thêm cái túi vải. Còn thôi mình sẽ lấy cái cây này thì còn, mà cây này nó không có chương trình tặng, cây này nó không có chương trình tặng cái này, thùng của nó phải không ông Tế? Thùng này của nó phải không? Rồi mình còn cây này nè, cây này hơi nó có chức năng chống lật cổ tay. Đây nè. Này có chức năng chống lật cổ tay, nhưng mà giá nó là sẽ là 1.480.000.
cũng chân Makita phổ thông. Loại này thì khoan 13 ly mà không có chương trình tặng cái quạt, mà nó được là 23 cấp độ trượt và nó cũng 3 chức năng. Các bạn nhìn nè, nó chuyển chỗ này, đây là công nghệ mới, gạt chỗ này, đây là búa nè. Đó, mình sẽ thử cái kiểu đó cho mọi người coi. Nghe cái búa này là tiếng nó sẽ giọng nghe rùng 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 vậy đó. Thôi mình sẽ mà khoan thật vô bê tông luôn đi. Đây, đầu cũng ô tô lóc. Cái bộ này thì nó có mã của nó là gì, zoom gần nha, mắt không có thấy rõ. Bao nhiêu mà mã gì vậy? HM-D135AK. 135AK. Newton bao nhiêu? 135 Newton, nó mạnh hơn con hồi nãy không các bạn nha. Và cái chuyển chế độ nó nằm đây nè. Đây là khoan. Đây là vít. Bên này là bê tông. Rồi mình làm luôn cái bê tông. Đầu ô tô lốc mà, siết lên. Siết. Canh nó vô giữa ơi, mở lộn đây. Cái này coi nè nha. Thực ra mình thích cái nào thì mình sẽ giới thiệu ở đó, và nó có chất lượng thì mình mới dám giới thiệu trên kênh máy hạ quyền. Lốc nó lại. Rồi nghe cái cắt là xong. Rồi nè, đây là bê tông nè, cái này mình coi khoan vô miếng sắt đó. Bật qua bê tông rồi nè. Đó, thấy không? Tay cầm phụ nè. Chuyện nào? Thùng của nó đây. Đúng là mình phải đứng bên trong nha, mình đứng kiểu này nó kỳ cục thiệt chứ. Cái bàn này nó dài quá. Đây. Mọi người coi nè. Sách hướng dẫn sử dụng. Cái túi này để đựng cái thân. Rồi, một cái cục sạc cũng là sạc nhanh. Rồi, một hai cục pin 10 cell, một cục sạc. Giá 1.480.000. Có chức năng chống lật cổ tay và xài chân Makita phổ thông nha quý khách hàng nha. Pin là 21V. Đó, 4.0Ah. Đó, đây là đời mới và nó có chức năng chống lật cổ tay chỗ này. Đây khi mình mở cái đèn chỉnh những cái chế độ nó chống lật cổ tay chỗ này. Bóp cò lên. Đây, chống lật cổ tay nè. Mở chức năng chống lật cổ tay. Mình sẽ mở nó lên là sẽ mở chức năng chống lật cổ tay, nó xanh lè này, có thấy không? Tắt nó đi. Mở nó lên. Mở nó lên. Mở nó lên nè. Tắt nè. Mở nó lên nè. Đó, có thấy rất rõ rồi đúng không? Rồi xong. Khoan cái cục bê tông này cho mọi người coi. Cái gạch này còn không? Đây. Mình lụm cái cục gạch này ra mình khoan luôn nha. Rồi mình vô trong này mình đứng cho nó dễ. Rồi mình khoan vô cái bê tông này. Đó nè ha. Vô. Đây, khủng khiếp không? Nè. Làm mũi nữa ha. Làm mũi nữa cái này ha. Vô. Tuyệt vời đúng không? À, rất là tuyệt vời. Rất là ổn, quý khách thấy rất là ổn không? Đây là ở chức năng gọi là bê tông nè. Rồi, mình sẽ nhẹ nhàng mình chuyển qua. Đó, mình hôm nay mình sẽ dành một chút xíu vậy đó, mình làm cho mọi người coi về cái chức năng của cái máy này. Máy này nó có chức năng chống lật cổ tay rất là xịn hào. Cũng có một cái hộp đựng như thế này. Rồi, một cái máy hai pin, một sạc, một tay cầm phụ. Đó. Cái máy này thì cái máy đời mới cho nên là nó sẽ là nó không có cái chương trình khuyến mãi, mà giá nó là tới 1.490 lần. Nghe các bạn. Rồi bây giờ sẽ mở ra mình thử qua chức năng khoét cái lỗ gỗ nha. Ô tô lốc nhẹ nhàng mở ra. Nhờ cái chức năng này mình không cần siết cái đầu măng ranh. Siết bằng cái dụng cụ nó khó chịu lắm, đời cũ á. Cái loại đầu măng ranh cũ á, mình sẽ phải siết bằng cái dụng cụ, nó không có bằng cái này. Đó, ô tô lốc. Lốc một cái xong. Rồi bây giờ mình sẽ đưa qua chức năng là khoan nha. Rồi đây. Vô giữa là khoan nè. Đó. Rồi mình lấy cục gỗ ra mình cũng làm cho mọi người coi cái. Đó, đây là cái chất lượng sản phẩm của em nó. Rất là xịn hào như vậy. Như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cục gỗ mình sẽ làm liền. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này mình sẽ khoét một lỗ cho tất cả quý hàng coi nha. Vô. Rất là tuyệt vời luôn, cái thế mình đứng cái tư thế rất là quái dị luôn. Đó.
Thường người ta phải làm hai tay mình làm kiểu này đó, nó thông qua cái lỗ trong rồi. Nó bị sốc sốc vậy là do mình đang khoan vô tới cái lỗ trong rồi nha mấy thằng nha. Đó, cái câu chuyện là nó đụng qua lỗ bên này. Đó, mình phải lựa ngay cái lỗ này mình khoan sâu vô xuống lại. Đây. Đây. Sâu xuống tiếp. Đó, tới rồi bên kia là tới nóc luôn. Rồi, xong. Đó, đây là những cái tính năng cơ bản của chú máy này. Có mã là gì? 135 AK nha quý thầy. Giá 1.480.000. Hai pin một sạc. Rồi. Rất là xịn hào như thế này. Đầu autolock và tiến chuyển cái chế độ nó chuyển kiểu này. Chứ nó không có dặn ngoài này giống cái máy cái hồi nãy. Nè, búa nè. Gạt qua đây là khoan. Gạt qua đây là dít. 23 cấp độ trượt. Rồi. Rất là dễ thương. Đó, chuyển qua dít nè. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ vô cái máy hàng. Nãy giờ hết 10 phút của mình mất tiêu rồi. Rồi mình sẽ còn có những cái máy hàng sau đây. Ừ, đây cái bộ này nữa nè. Nãy đầu khúc đầu mình có nói nè. Bộ này cũng đang rẻ nè. Rất anh Thủ mua nha. Lướt sơ qua cái thôi. Himuki đầu 10 ly. Autolock 23 cấp độ trượt. Cũng 3 chế độ. Đây, dít, khoan, bê tông. Đó, bê tông nhẹ nhàng để mình treo tranh, treo ảnh cho gia đình mình đó cái này. Treo tranh, treo ảnh này kia. Rồi, thêm một cái chức năng nữa là khoan sắt. Thì đầu nó kẹp được 10 ly thì mình nghĩ là mũi 6 ly sắt là xài 6 ly, 8 ly là ok rồi. Đó, thì bây giờ mình cũng sẽ thử cái thằng bê tông cho mọi người coi chơi cái. Bộ này thì có model là 211 BL. Pin là pin 5 cell, 2 cục. 2 cục pin 5 cell. 1 cục sạc. Cục sạc nó cho là bao nhiêu AH đây? 2.2 AH nha các bạn nha. Rất là xịn hào. Rồi nó có cho thêm mấy cái đồ linh tinh để mình làm trong gia đình nè. Giá chỉ có 890.000 thôi. Đó, cho nên quý khách hàng nào tranh thủ thì có thể mua ủng hộ kênh máy hàng Quyền. Rồi mình sẽ gài cái mũi này vô mình thử cái bê tông cái. Rồi sau đó chúng ta sẽ vô cái máy hàng. Máy hàng thì khách hàng hôm nay mình sẽ thử về con xì túc. Xì túc này thì đang 17.500.000 trong cái triển lãm này. Còn hôm nay ngày mai nữa thôi, mình sẽ giảm giá xuống còn 1.000.000 đồng, là 16.500.000 tặng vô khách hàng một cái thân quạt. Đó, tặng thân quạt. Rồi, mắt bích 265 Tenja xịn hào này hôm nay khách tới đây đặt cũng được 10 cái. Đó, là cũng đang còn tặng thanh quạt rất là miên man. Rồi cắt 60C nè, cũng đang tặng thanh quạt, giá vẫn như cũ là 6.700.000. Rồi máy hàng chống nước nè, WRA 252, đó nghĩa là Waterproof Act 252, 2.800.000, cũng đang tặng thanh quạt. Rồi 215E Power Cool ACDC, hàng tích nhôm, tích lạnh, tích xung, tích điểm. Nè quý khách nhìn lại lướt qua em nói nè. Tích hàng nhôm thì nó sẽ có là sóng vuông, sóng xin, sóng nhọn, sóng vuông. Rồi, xung, không xung. Tích DC thường, tích lạnh, hàng que. Tóm lại con máy này nó sẽ có tới 7 tính năng lực. Hàng nhôm AC có xung không xung là 2 rồi. Nè quý thầy ha. Rồi, hàng tích thường có xung không xung là 4, tích lạnh là 5, tích điểm là 6, hàng que là 7. Đó, mình nói sơ với khách hàng thấy một con máy rất là xèo. Nếu mình thêm cái này nữa gọi là 8. Ở trong môi trường sân bay thì mình được quyền tắt cái HF này nè. Mình sẽ tắt HF này được. Khi mình hàng tích vô sân bay nó bắt tắt HF, mình sẽ tắt luôn HF, là coi như tạm thời gọi là 8 vẫn được. Rồi bây giờ mình sẽ, nãy giờ mình lướt những cái máy hàng mà được còn tặng thân quạt thì quý khách hàng cũng nên tranh thủ nha. Tích 250BC, tích lạnh, tích xung, tích điểm, hàng que, không có hàng nhôm, 5.200.000 cũng đang tặng thân quạt. Tăng cái thân quạt đó thì giờ quý khách cũng nên tranh thủ nha. Nên tranh thủ. Giá nó vẫn đang rất là rẻ rồi, mọi người tranh thủ chứ mua cái thân quạt không với cục sạc là nó phải chạy ra là tới 550.000. Cái cục pin 200 nữa là 750.000, cho nên mọi người tranh thủ ha. Rồi bây giờ mình sẽ khoan thử cho mọi người coi cái này. Vô cái bê tông này nha. Vô khoan này.
cái máy này bật qua bê tông cái rồi chỉnh lên cấp 23 luôn. Khoan, giá chỉ có 890.000 thôi này, tặng nguyên bộ như thế này. Một cục sạc nhanh 2.0, hai cục pin 5 cell, chân Makita phổ thông. Thì mọi người nên tranh thủ. Rồi vô, mình khoan thử cho mọi người coi nè. Vô. Quất nó nha. Cái mũi này nó lục hả? Vô nè. Nếu mà so con này với con này. Quên nãy mình để cấp độ chậm, nó có hai tốc độ nữa, chậm nè, nhanh nè. Giờ vô cái nhanh lại nha. Vô. Ồ, để chậm nó ấy, để nhanh là nó chạy mầm. Vô. Khỏe như trâu. Nè, lú qua đây rồi nè. À, nhỏ xíu nè. Rồi, làm cái nữa. Khủng khiếp thiệt, nhỏ con mà khủng khiếp rồi. Nó nhỏ con mà khủng khiếp rồi. Rồi bao nhiêu đây, bao nhiêu niu? 45 niu mới thấy nhỏ con mà nó khủng khiếp không. Tại nãy mình để chậm thôi, nó để nhanh là nó khoan cũng đâu có thua gì cái thằng 13 đâu. Trời, khoan như vách tường nè. Này cứ tưởng tượng nhà mình, tường nhà mình làm bằng gạch thì nó còn mỏng hơn cái này nữa. Vô nè, làm cái nữa nghỉ. Quá xá quá xa rồi. Rồi tính ra là quá dữ rồi. Rồi xong, 890.000. Đáng cũng để đáng đầu tư với nó ha, đầu autolock. Rồi thử luôn bà nó cái khoét luôn đi, lỡ rồi, đằng nào cũng lỡ rồi. Chơi luôn. Rồi, đưa qua cái thằng khoan ha. Rồi xử vô cục gỗ này luôn coi. Tình hình nó như thế nào. Thử vô cục gỗ này luôn. Rồi. Cho mọi người coi ha. Coi khoan muốn nát bét ở đây rồi. Vô lỗ này. Rồi mọi người coi nha. Vô. Cũng ok luôn. Được luôn, được luôn. Đó, với cái bộ 890.000 này, mọi người mua dùng xài trong gia đình hoặc là những cái anh làm bên ngành nhôm kính là rất là tuyệt vời, giá nó tương đối rẻ ha bên này ha. Rồi thôi, quay trở lại máy hàng, mình sẽ lướt sơ qua những cái dòng máy mà mình vừa liệt kê cho quý khách hàng là còn cái chương trình khuyến mãi rầm rộ đó, thì quý khách hàng tranh thủ hút xác nó nha. Rồi đầu tiên mình sẽ vô mình test cái thằng lách ma. Đầu tiên mình sẽ test lách ma cái này ha. 60C quất vô cái chống nước này vẫn còn đang tặng là một cái thân quạt rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng mình cắt cái hộp này ra. 6.700.000 có chức năng hàng que nó, mình cắt thẳng vô con máy chống nước này. Mình bỏ máy chống nước này ra đi. Máy chống nước thì hồi mình vừa xịt nước mình vừa hàng, mình làm nhanh tất cả dòng máy này trong vòng vài phút thôi. Mời tất cả mọi người coi. Vô. Mình sẽ cắt cái miếng này. Lấy cái kéo đường nước qua giùm cậu tí thôi. Vô. Cắt 60C thì vẫn đang bán giá rất là rực rỡ lòng em như thế này nha. 6.700.000 tặng thân hoài. Rồi. Rớt ra. Quay qua mình sẽ thử qua chức năng hàng mic của thằng 265 này liền. Đây, 265 này thì tặng một cái thân quạt điều khiển thông minh một núm. Kéo cái đường máy rửa xe qua em cậu ấy.
Rồi, quý khách ghi nhận những dòng máy mình đang tặng thân quạt rất là mạnh mẽ đây nha. Rồi, sẽ xe một nấm này lên và mình sẽ tiến hành hàng liền cho tất cả quý khách hàng coi ở trạng thái là có dùng khí liền. Ở con máy đầu tiên là cắt 60C giá 6.7 triệu tặng thân quạt rất là xịn hào như thế này. À, quý khách hàng tiếp tục tranh thủ để mình sẽ tận dụng cái việc này nha. Đầu tiên 60C vẫn có em này. Đó, mọi người mua không cái y như vậy nè, là không có cục pin, là có cái thân với cái cục sạc này không là 550.000. Nhưng mà bây giờ mình đang tặng không vô đây. Rồi. Một bộ thứ nhất đã cũng có tặng ha. Rồi bây giờ mình qua cái bộ thứ hai cũng tặng. Đó, mọi người nhớ cái chương trình này. Mình sẽ kết thúc toàn bộ chương trình này vào ngày mai nha quý cái này nha. Không có kéo dài được nữa đâu nha. Rồi 265 nè. Đó, cũng đang tặng quạt nè. Đó. Thấy rõ ràng ha, đó. Qua cái sản phẩm thứ hai, mua thêm ủng hộ cục pin thì giá 200.000. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành qua con máy mà tặng thân quạt tiếp theo trong chương trình ở trong triển lãm này thôi. Qua ngày mai là mình sẽ kết thúc. Mình không có làm nổi nữa đâu nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn một đường ở cái trạng thái góc này, góc cạnh này, gai góc này cho quý khách hàng coi nha. Rồi con bù lon cũng vậy, giảm giá con bù lon. Mình sẽ giảm giá con máy cái bù lon này 1 triệu đồng. 17.500.000 thì bây giờ giảm chỉ còn có nhiêu? 16.500.000. Rồi mình vô tiến hành hàng luôn cái bộ sản phẩm này. Ở đây, quý khách hàng chú ý nha, hở rất là miên man chỗ này nha, vô. Bon một cái. Đó, rất là dễ hàng. Rồi mọi người chú ý mình sẽ hàng con máy Macbeth 265 TNVA xịn hào này. Rồi, vô nè. Này nó đang hở nè, zoom gần cho khách thấy nè, hở này 4-5 ly nè. Nói với thằng ha, rồi mình sẽ hàng một cái đường, mình kéo miên man cái cây sắt la này cho quý thằng coi. Rồi, đâu mất tiêu miếng la rồi. Đây, mình sẽ hàng miên man một cái đường sắt la cho mọi người coi. Rồi, đâu hết miếng la dài dài rồi ta. Đây, có hai miếng là được rồi, ổn rồi. Rồi bây giờ mình, độ này hở thì mình không thể kéo được. Còn mình muốn kéo thì mình phải khéo. Nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ hàn bon cho mọi người coi sự tuyệt vời của nó nè. Nó là hàng kiểu này là giống như mít lạnh nè. Đấy rồi coi. Hàng que là phải đợi nguội nguội mới đắp tiếp được. Nhưng mà hàng mít thì nó được cái ưu điểm là không cần thiết. Đấy là nhìn nè. Đó, đây là sự rất là tuyệt vời của chú 265 Tenja này mà mình đang rất là thích nó và mình cũng hy vọng rằng mọi người cũng thích nó. Quý khách hàng mua về để có thể làm đi kiếm tiền trong cái giai đoạn khó khăn này. Giá chỉ có 4.8 triệu mà còn tặng cái thân quạt nữa thì quá đỉnh rồi. Rồi mọi người coi đi, coi cái đường hàng của nó tạo ra y chang thằng mít sung vậy đó. Nó mít sung hoặc là tích lạnh, nó quý khách hàng coi kỹ đi. Nó rất là tuyệt vời. Đó, quý khách hàng thấy không? Sự rất là tuyệt vời của em đó. Rồi bây giờ mình sẽ kéo một đường ở trên cái đường này. Rồi mình sẽ tiến hành mình kéo một cái miếng sắt la này cho mọi người. Kéo chẳng lên cái này luôn nè nha. Kéo luôn đường này. Mời tất cả. Bây giờ nó hết hở rồi, mình sẽ kéo một đường. Mời tất cả mọi người theo dõi nè. Mình đi qua hướng này. Mời tất cả mọi người coi là mình sẽ hàng theo hướng này qua này. Vô. Macbeth 265 Tenja vẫn còn đang khuyến mại rực rỡ lòng em. Đó, trong chương trình bữa nay và ngày mai nữa sẽ hết nha quý khách hàng. 4.800.000 tặng với cái thân quạt xịn hào. Đó, sản phẩm thứ nhất trong video tối nay, đừng tua video, bên trong còn nhiều cái nữa. Tiếp theo, mình cũng sẽ đẩy một cái đường hàng gốc này để cho mọi người thấy sự tuyệt vời của chú máy này. Vô. Mình bon bên trong này cái. Mình sẽ tiến hành mình hàn một cái đường này cho mọi người coi ở cái trạng thái này. Macbeth 265 Tenja vẫn là một dòng máy bán chạy trên kênh máy hàng quyền. Và hôm nay là ngày 11, ngày mai là ngày cuối cùng mình sẽ kết thúc chương trình tặng cái quạt. Thì bên trong video này sẽ còn một số sản phẩm sẽ được kênh máy hàng quyền tặng cái thân quạt như thế này. Thì đây là con máy đầu tiên là Macbeth 265 Tenja xịn hào vẫn còn được tặng cái quạt rực rỡ lòng em như thế này. Và đường hàng của nó quý khách kiểm chứng rất kỹ rồi ha. Xong. Tiếp theo đó chúng ta sẽ vô một con máy
thuộc dạng trên cả tuyệt vời nữa là 215E có chức năng hàn tích xung, tích nhôm và tích lạnh. Rồi bây giờ mình cũng sẽ tiến hành thực hiện em nói luôn cho tất cả mọi người coi. Và luôn sẵn đây, còn đứng ngoài này thì mình sẽ làm luôn. Đây là chú máy hàn que 2.8 triệu, có thể chịu được nước rực rỡ lòng em. Mở công tắc nguồn em nói lên, nó mình đang tắt nguồn rồi. Máy chống nước cũng vậy, mình sẽ mở cái máy chống nước này lên. Đó, lên chưa, lên cho em hả? Ủa chứ mở điện nguồn, mở công tắc nguồn lên. Đây là con máy tiếp theo chống nước. Đây đã mở lên rồi, và mình sẽ nhẹ nhàng tình cảm, mình vừa xịt nước mình vừa hàn cho tất cả quý hàng coi nha. 2.800.000 vẫn đang tiếp tục là ở cho những anh ở vùng biển, vùng sâu vùng xa, để mình có thể mình hàn và mình có thể là mình chống nước được luôn đó các bạn ha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho mọi người coi. Rồi mình cho anh em nó tự hàn nha, nhẹ nhàng tình cảm thả xuống đây. Đó, quý hàng thấy sức mạnh của nó không? Mạnh quá. Để mình ra mình giảm lửa lại, mọi người chú ý nha, em nó sẽ tự hàn quá mạnh này, giảm lửa lại đó, nó đang tự hàn, mình giảm lửa nhỏ nhỏ là mọi người thấy là để 6 nè, mọi người coi nè, 65 ampe. Rồi em nó tự hàn và mình tiến hành xịt nước liền. Đây, quý khách hàng đang theo dõi dòng máy tiếp theo trong cái video này là Waterproof Arc 252. Đây, Waterproof Arc 252 mình đang xịt nước nè, đợi dòng này nè, quét nhìn nè. Đó, vừa là hàng mà trong môi trường nước nôi lực rỡ như vậy. Đó. Giá chỉ có 2.800.000 và cũng tặng một cái thân quạt rất là chuẩn mực như thế này. Vừa chống nước. Mình đang cho nó chức năng hàn tự động. Rồi, ngưng nó lại. Quá mạnh không, nó tự thấy sức mạnh của nó không? Đó là cái máy thứ mấy rồi, thứ cắt 60C là máy đầu tiên, Magmix 265 là thứ hai, Waterproof Arc là máy thứ ba, con xì túc này là con máy thứ tư, và con máy ACDC là con máy thứ năm, vẫn còn duy trì tiếp cái chương trình này. Rồi vô con máy tiếp theo là sẽ vẫn được còn rực rỡ lòng em tặng vô cái hàng thân quạt, đó là cái máy ACDC. Rồi mình làm ACDC trước rồi mình quay qua mình cho quý hàng coi cái vụ mà hàng cái thằng gì nữa ta, xì túc sao. Rồi mình sẽ tiến hành hàn một cái đường nhôm miên man nữa trên cái này cho mọi người coi ha. Hàn cái đường nhôm miên man lên đây. Rồi tranh thủ làm nhanh, rất là nhanh, cho nên tranh thủ quý hàng cũng tranh thủ để chúng ta có thể sở hữu được cái máy này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàn một cái đường trong con 215 ACDC cool này hả, là một đường duy nhất thôi, vẫn tặng thân quạt xịn nào. Mời tất cả mọi người theo dõi vô. Rất là tuyệt vời đó, làm thêm một đường nữa. Rất là tuyệt vời, phải không? Toàn bộ những cái đường hàn nhôm của 215E. Rồi xong.
Và con máy cuối cùng của chúng ta trong chương trình tối nay vẫn tặng cái quạt, đó là con máy xì túc này. Nó sẽ cấy lên tất cả mọi vật liệu. Đây là cái dòng xì túc và mình sẽ cấy đúng 10 cái bù lon này. 2, 4, 6, 8 con bù lon này và thêm 2-3 cái inox thôi. Inox. Và mình sẽ khép video lại đây. Bây giờ bảo vệ nó đang chuẩn bị cho nghỉ rồi. Rồi rất đơn giản. Quý mọi người, mình sẽ ra phía trước nha. Đây, máy cấy xì túc này thì rất đơn giản. Đầu tiên ở chỗ này là mình chọn carbon steel. Mình nhấn nhẹ nhàng lên đây, mình sẽ chọn là đường kính của bù lon. Đây M8, M7, M6, M5, M4, M3. Phạm vi của máy này là từ M3 cho đến M8. Và bây giờ mình làm thực tế là M6 sắt. Mời mọi người theo dõi. Vẫn tiếp tục tặng cái quạt nha. Đây là, và được giảm 1 triệu đồng nữa. Từ 17 năm giảm 1 triệu, 16 năm tặng cái quạt nữa. Đây là Macmix 265 Tenja nè. Rồi hàng lên sắt nè. Đây. Một chú. Hai chú. Máy là nạp tụ và xả tụ rất là nhanh. Đây, nó chỉ cần nạp tụ xả tụ, nó đang gọi là full đó. Cái màu xanh là nó đang nạp rồi, đầy rồi đó. 3. Rồi tiếp tục nạp tụ lên xanh rất là nhanh, nạp xả tụ rất nhanh. Rồi, nạp tụ xả tụ rất cực kỳ nhanh. Tiếp tục xanh rồi. Tiếp tục nạp tụ xanh rất cực kỳ nhanh. Tiếp tục nạp tụ. Đó, tốc độ nạp tụ rất nhanh. Tiếp tục nạp tụ. Tốc độ rất nhanh. Và cái cuối cùng. Xong. Rồi bây giờ có hai con inox. Hồi nãy mình có lấy hai cái con inox và mình sẽ không cần thay cái đầu kẹp nó luôn nha. Đó, riêng con máy này nó bắn lên ton tráng kẽm là vô địch nè. Mình di chuyển qua chỗ ton tráng kẽm góc này. Đây. Đây là ton tráng kẽm. Bắn thêm cái tráng kẽm nữa với một cái inox nữa thôi. Đây. Hai con inox mới thả ra vô đâu mất tiêu rồi ta. Rồi lấy hai con khác đi. Rồi. Bắn lên tráng kẽm này nha. Rất là đơn giản, lên cái hộp tráng kẽm này. Rồi mọi người chú ý nè. Rồi, lên ton tráng kẽm rất là đơn giản. Tiếp tục bắn lên cái cạnh này. Bắn lên cái tráng kẽm này. Những con máy khác trên thị trường khó mà vô tráng kẽm do giống vậy được lắm. Vô nè. Rất là tuyệt vời. Bắn cái này mà mua về Tết rồi bắn chơi pháo cũng vui lắm á. Nó nạp xả tụ rất là mau đầy. Đó, mọi người thấy rất rẻ không? Khi mà mình đưa qua bên tráng kẽm thì mọi người quý khách thấy là nó sẽ xài cái điện áp nó khác bên cái phần hàng thép carbon. Quý khách thấy rất rõ không? Khác cái thép carbon. Vô nè. Rất là tuyệt đỉnh công phu luôn. Rồi bây giờ lấy con inox M4 rộng lỏng quịch nè. Bắn vô luôn. Bắn vô cái miếng inox luôn nè. Lấy đại cái inox M4 này. Bỏ vô cái M6 luôn, nó đang lỏng quịch nè, bắn luôn vô cái inox luôn nè. Đây. Bắn vô cái hộp vuông inox này luôn. Rồi mọi người chú ý nè, đây là bù lon inox rồi. Vô. Đây. Cái là inox vô inox, nhôm vô nhôm và tất cả các thứ đều làm được hết. Đó, rất là tuyệt vời. Rồi. Hôm nay là tổng cộng chỉ có những dòng máy này. Cho nên quý khách hàng tranh thủ để có thể sở hữu những cái chú máy này nha. Chống nước cũng tặng thân quạt 215E cũng tặng, Macbeth 265 cũng tặng, Situp SW 1006 cũng tặng, các 60C cũng tặng, và là mini MMA 200 cũng tặng. Cho nên hôm nay và ngày mai là ngày cuối cùng, cho nên mọi người tranh thủ. Bây giờ mình xin phép dừng video nha. Chúc mọi người có một ngày thật đẹp, thật là an bình. Xin thân ái chào tạm biệt.